hai chào nghe vào xin chào lớp mình là lỗi sỉ tám giúp các bạn trong video ngày hôm nay video review về cái event cũng như bản cập nhật của nhà phát hành phim nghiệp theo định kỳ hai tuần một lần vào chiều ngày mai khoảng từ hai rưỡi chiều cho đến ba rưỡi chiều trong giờ Việt Nam sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới các bạn ạ à, với những nội dung cực kỳ thú vị thứ nhất cập nhật tới tầng tứ môn của võ sĩ vừa ra mắt angel thập tứ lục môn của Konis không hay và bát môn của Yashiro Như vậy những người chơi sử dụng Angel như mình sẽ được lần đến tầng tứ môn cao nhất. Tất nhiên là có thức tình hồn khí theo kèm với những ai đã mua hồn vũ khí trong những ngày vừa qua. Ngoài ra thì còn cập thập chập chật thêm uh, bí chuyện uh, của võ sĩ, cần nhật thêm uh, tháp thời không và một số cái điều chỉnh về phần thưởng À, quan trọng nhất vẫn là những cái event mới đúng không các bạn thì chúng ta sẽ xem event gì nhá à, nhìn chung vào này quan trọng không có gì gọi là nằm ngoài dự đoán của mọi người về các tầng bát môn đấy còn tính năng mới chắc thì chưa có vì quốc ra cũng vừa mới ra thêm tính năng kỹ thuật next chưa lâu mà đúng không nào chúng ta xem một event gì đáng kể phải lưu tâm các bạn nhé à, even event angel kèm theo mèo hồn vũ khí thì cũng đã vừa có đang trôi qua thì sẽ bắt đầu kết thúc đợt ý sẽ bắt đầu mở đợt đi này đấy các bạn ạ à, bắt đầu từ ngày 18 hay là bán trang phục cho Yashiro Thổ Yashiro 02 UM phiên bản tư chất 15 đấy à, ngày 18 19 20 trong 3 ngày liên tiếp thì để bán có liên tục pack mình nghĩ là mỗi ngày sẽ bán một cái võ sĩ khác nhau Đấy, thì các bạn cân nhắc lựa chọn việc mua có niềm tin từ sẽ giúp cho các bạn tức tình vũ khí hoặc là lên cấp võ sĩ lên đến tầng đục môn mà nó không tốn nhiều kim cương một hồn vũ khí bây giờ có giá tầm khoảng hai mươi k đó là con số lớn với nhiều người tất nhiên với những bạn nào không có điều kiện tài chính tốt thì vẫn phải lấy thôi tham biết được đi pack ok uh, tiếp theo đó là bán gói quà trang bị cho võ sĩ tanh và gói quà tăng đẳng uh, cho cả võ sĩ đả nữa đây hồn nào kép à Ngày 18 thì chúng ta vi trứng hồn vũ khí Đây là trứng hồn vũ khí của Yashiro và Gis Nam Trấn các bạn ạ uh, event phần này thì sẽ có event phần tiêu kim cương theo kèm Nó oh, thích dưới tận phần bên dưới này cơ Đâu rồi Ơ oh, không thấy nhỉ Ở đầu tiên là mình thấy trứng hồn vũ khí lại không có phần tiêu kim cương theo kèm đấy Ô quả thật là như vậy các bạn ạ Từ ngày 18 đến 21 có trứng hồn vũ khí nhưng không có phần tiêu kim cương theo kèm Như vậy thì ai lấy lấy hồn vũ khí đợt này sẽ bị lỗ ờ, nên các bạn chờ nhá nha sư thổ hiển nhiên là cần hồn vũ khí nhưng không cần tới mức phải lấy theo kiểu đắp đến như này như này để khuyên của mình cho các bạn nhé ờ, từ ngày 18 đến 21 thì có thêm khá nhiều các event khác liên quan đến quay chip, quay tinh tú ờ, Nhưng mình đều khuyên các bạn không nên tham gia vì đây nó không có phần tiêu cương đây như còn có những phần tiêu cương còn chưa chắc đã tham gia cũng chi là không ở ngày 20 sẽ bán trang phục của Nghĩ Nam Trần trong 2 ngày, ngày 20, ngày 21. Ngày 21 khi mà kết thúc event quay trứng hồn vũ khí của cặp trên thì sẽ mở ra event quay hồn viện trợ. Hồn viện trợ các tư chất 15 lần này các bạn thì lựa chọn đó là Clock, Best hoặc là Rapetto, một trong ba sự lựa chọn này. Ờ, event sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày thôi, ngày 21 và ngày 22. À, chung thời điểm với đó sẽ là event diễn ra, um, event kỹ thuật nest Khi các bạn quen lõi vào thành phần thì sẽ nhận được thêm thưởng nhé uh, Event này thì sẽ có event tiêu cương theo kèm và diễn ra trong vòng đúng hai ngày thôi, ngày 21, 22 uh, Thời điểm này cũng sẽ có event nạp tích lũy, tổng nạp là mình không rõ bao nhiêu, thông thường là 30k hiệp cương uh, Các bạn nào mà chưa có phần lõi kỹ thuật nest thì hoàn toàn có thể tham gia Đấy, trong tim thì mình thấy rằng bây giờ nên là có thể là 6 viên chứ không nhất thiết không hẳn là ba viên nhá theo mình sáu viên thì, thì, các bạn sẽ không chế thứ tự tung được kỹ một cách phải gọi là hòa nào ok rồi ở ngày 21 cũng sẽ có một cái event nạp top up mẹ nạp năm trong 7 ngày thì sẽ nhận được một phần tưởng lớn hơn thông thường là sẽ là mảnh văn năng một hồn lực vân vân thì tùy từng đợt uh, giá mỗi gói nạp thì thông thường rơi khoảng hai trăm hai mươi các bạn cân nhắc nhá Đấy. Rồi kết thúc đợt event ngày 21 đến 23 sẽ là đợt event từ ngày 23 đến ngày 26 trong vòng 3 ngày liên tiếp 23, 24, 25 à, à, Đó là event hồn đập kép của Billy và Versace à, thì Event này thật ra không phải là mới lắm Hồn đập kép Billy và Versace mình nhớ diễn ra một lần rồi à, Nó vẫn sẽ có event tiêu cương theo kèm Và theo kiểu kép các bạn nhé Đấy, một event quay trứng hồn vũ khí nữa cũng của Billy với sạc trùng thời điểm trùng ngày luôn chỉ là trong vòng 3 ngày liên tiếp event tiêu kép ở đây được hiểu rằng khi các bạn quay hồn hàm sẽ được hoàn trả lại một lượng kim cương và các bạn tiêu kim cương thì cũng sẽ được hoàn trả lại một lượng kim cương nhìn chung là khá ngon cho những bạn nào mà có ý định chơi Billy hoặc là vừa sắc mình nhìn thấy rằng Billy không còn là sự lựa chọn hậu hậu hĩnh nữa người ta sẽ chọn Yashiro dễ hơn Đấy, còn với sắc thì vẫn có những cái nét rất là riêng của nó Ê, khéo mình đấy không biết đường là nào, nào một lần đâu rồi phần bên dưới mình sẽ lướt nhanh đến even ngày 26 Ê, như vậy là kết thúc even trên thì chúng ta sẽ lại có một even tiêu cương theo kèm Ê, diamond for gift tiêu cương hoàn trả kim cương kết hợp với conit phòng 2 à, kèm theo hồn vũ khí ở ngày số mấy chắc chắn sẽ có hồn vũ khí ngày 29 các bạn ạ sẽ có hồn vũ khí nhé 29, 30, 1 trong vòng 3 ngày liên tiếp và 29, 30, 31 chứ. 3 ngày liên tiếp sẽ có even quay hồn lực 5 kết hợp với hồn vũ khí ơ ừ, từ xem nào mình chưa nhìn thấy even hồn vũ khí đây mới là even quay quay rương này quay dương thì diễn ra quay dương conic diễn ra trong vòng 3 ngày ngày 26, 29 hoàn trả kim cương cũng thế à, còn hồn lực thì lại diễn ra sau đó mình xem even tiêu cương đâu đây rồi các bạn ạ 29 đến hết ngày mùng 1 à 29 30 31 trong 3 ngày. Rồi, trứng hồn vũ khí cũng chúng ta từng cùng thời điểm ấy luôn. Ờ ừ, cùng thời điểm ấy luôn đấy chứ. Rồi như vậy là tất cả đều chung một thời điểm các bạn ạ. À đâu 26 đến 29 là Diamond for này. Còn bên này là Spend for Rewards. Rồi ok, như vậy là nó không trùng nhau. Ở vòng 2 các bạn lưu ý rằng nó sẽ chia làm hai đợt tiêu ứng cường khác nhau. Đợt tiêu ứng cường vòng 2 của vòng đua dương diễn ra trong 3 ngày khác với event tiêu yêu cương quay hồn vũ khí quay trứng hồn vũ khí đấy, riêng biệt nhau Nói chung là à, tốn yêu cương phết đây các bạn ạ à. thì các bạn cân nhắc nhau Ê, Mình cũng sẽ rất là chú ý với event này để sắp tới Tức là sau đây khoảng một tháng nữa sẽ là vòng 2 của Enzo, chắc chắn mình sẽ tham gia và lấy thêm một vũ khí nữa à, Nhìn chung đợt event lần này tương đối là bình thường và không có gì bất thường cả Các event đều diễn ra trong sự um, tính toán của nhiều người Uh, và không có cái sự trễ thời gian hoặc là đột biến của cái event nào đấy tự nhiên nhảy lên uh, um, còn đâu một số cái event không quan trọng lắm nó ví dụ như bán hồn vũ khí của thằng Billy với sặc mà lại không có tiêu kim cương hay gì đấy thì ra là không quan trọng đúng không đấy chúng ta cùng đớt qua thôi các bạn nhé các bạn để vào kf98sa.com để theo dõi bản dịch chi tiết của event này nhá Đấy. lời à, khuyên cho mình thì, của mình thì các bạn để ý là các event hiện nay đang diễn ra khá đông đều rồi thì các bạn hãy tích lũy kiệm kim cương tốt để có thể ăn được event ở mức full full luôn ví dụ được event tiêu cương hiện nay đang ở mức 4 đến 7 vậy cho về kim cương Nhưng mà các bạn tiêu để bỏ mốc cuối nó rất là phí phần tưởng mốc cuối bao giờ cũng là con nhá Hẹn à, heo lại à, trong các video